Chiến dịch Điện Biên Phủ là lần đầu tiên xe cơ giới đã được huy động hàng loạt để chở số lượng lớn người và phương tiện tiếp cận chiến trường. Toàn bộ 16 đại đội xe ô tô vận tải gồm 534 xe của Tổng cục cung cấp đã được sử dụng. Tuyến chiến dịch sử dụng 446 xe. Có thời gian còn được tăng cường 94 xe của các đơn vị binh chủng, nên tổng số có 628 xe ô tô vận tải được huy động để phục vụ công tác hậu cần, vận chuyển vũ khí, lương thực từ hậu phương lên tiền tuyến. Việc cung cấp khối lượng lớn như vậy dễ làm nhíp ô tô bị gãy. Các chiến sĩ đã có sáng kiến sử dụng hai thanh tre già cùng các thanh sắt để gia cố, nâng tải trọng vận chuyển. Với địa hình núi hiểm trở của vùng núi Tây Bắc, các tuyến đường liên tục bị chia cắt bởi bom đạn của quân Pháp. Bộ đội ta đã bắt vít vào lốp xe, qua đó tăng độ bám, tăng ma sát để tránh bị trơn trượt. Các cơ quan tham mưu, các binh trạm và tuyến vận tải đã phấn đấu trở thành cơ quan 4 giỏi: giỏi phát hiện, giỏi đề xuất, giỏi tổ chức hiệp đồng. Rồi trên cơ sở thực hiện kế hoạch lại phát hiện ra các ưu điểm và khuyết điểm, đề xuất cách giải quyết và tổ chức tiếp việc hiệp đồng và thực hiện. Công tác vận tải trong chiến dịch Điện Biên Phủ có một thành công lớn và cũng là thắng lợi đầu tiên so với các chiến dịch trước, đó là việc vận chuyển thương binh trên tuyến đường dài bằng cơ giới. Trong hoàn cảnh tác chiến ở vùng rừng núi, xa hậu phương, lại không có những cơ sở dân y tại chỗ, Tổng cục cung cấp tiền phương đã đề ra phương châm: khi lên tải gạo, khi về truyền thương, vừa đánh vừa chuyển thương binh, chuyển liên tục, chuyển thường xuyên, kết hợp chuyển thương binh và điều trị dọc đường.